Hello, hôm nay nông dân xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cho các bạn cách câu cây dừa và cây mú nha. Thì giờ đây là các bạn đã xét nó mọc rong trong bờ này. Bây giờ mình ra mình tảo xuống đây. Rồi mình lụm đá nó có rong á các bạn ạ. Mình thả xuống. Có nửa tiếng sau là mình dụ con cái dừa. Thì bây giờ cái rong của nó mình thả xuống thì nó còn tư. Cái dừa tới nang. Thì cái dừa nang hết cái rong này thì cái đầu đá chỗ đây nè, cứ một ngày là nông dân bỏ có năm số cục các bạn, biết không? Mình tạo cho đây một dãy chỗ này. Đá sau này nó sẽ thành hang. Là cái mú nó sẽ ở. Trước tiên bây giờ là mình lấy rong mình bỏ xuống là mình dụ cái dừa. Hết, con cái dừa đang hết rong rồi là con cái mú. Rồi các bạn mời các bạn theo dõi mình câu. Rồi mình thả đá xuống đây mình dụ nó được có nửa tiếng hồ các bạn ơi. Tại vì mình mới luyện đá xuống đùng đùng á là cái nó mất hồn một xíu nó bình phục lại là bắt đầu nó tới ăn. Thì giờ rồi bây giờ mình sẽ câu. Mà trước khi câu á là rong là nó ăn rồi nha các bạn. Mà có một ít ruốc mắm ruốc á các bạn. Đây, hũ mắm ruốc mình mua một hũ mà mình câu hôm giờ cả 10 ngày chưa hết các bạn ơi. Rồi các bạn bỏ vào trên giữa. Như là các bạn làm nhân vậy đó, các bạn kẹp vào thì cái rong là con cá nó rất là thích. Còn cái màu mắm ruốc á là cái màu để quyến rũ con cá cho nó đánh mùi để chạy tới nha các bạn. Các bạn ngồi tại chỗ bạn câu thôi, các bạn không cần đi đâu hết. Rồi các bạn móc cái thế này, mình thả xuống. Các bạn mới tập câu là các bạn câu rường Hà Nội nó ok hơn nha, con rường tỏi. Rồi các bạn theo dõi mình câu. Nếu như các bạn nào mà chưa đăng ký kênh là các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình xin một like. Các bạn câu là cái tay con cái dừa là cái tay các bạn cầm cần, cặp mắt các bạn nhìn dí, nó dịp là các bạn dịp hai nhịp là các bạn giật nha. Chứ để mà các bạn mà không có cầm, không có tập trung là đầu con cá nó vừa ăn là các bạn cầm vô là con cá nhẹ ra. Ví dụ như các bạn câu cần máy á, cần lử á, thì con cá nó nuốt ok lắm. Còn riêng cần rường này á, nhìn dí thì các bạn phải tập trung cao độ luôn. Nó dịp hai nhịp là các bạn giật. Các bạn không giật là nó sẽ nhẹ ra. Đây giờ chuẩn bị ăn các bạn ơi. Đó, nhịp rất nhẹ. Mình chờ nhịp mạnh là mình giật. Nha, các bạn xem coi nó nhịp này. Đó. Các bạn phải câu tinh ý con mắt. Trời thì im, gió sập sọp một xíu thôi. Gió mạnh quá các bạn cũng khó câu. Câu dế là các bạn phải kiên trì, các bạn phải tập nha. Chứ không phải là dễ câu dế. Mà nếu như các bạn câu dí được rồi là các bạn rất ok luôn. Con cái dừa nó ăn dí, nó ăn mồi rong. Cái nhỏ con sao bạn ơi, ăn nhị quá nhị. Ăn nhị quá nhị luôn. Ăn nhị quá. Hết cục rong thôi các bạn. Ăn nhị quá nhị. Này thấy không? Đang lộn khúc đây thấy không các bạn, này đang luôn lỗ này các bạn thấy không, cái chắc nhỏ con á, cái bự là nó ăn nó đằng dí dữ lắm, cái đi nó nhỏ con thành ra nó ăn mình cũng khó giật và cũng không muốn giật. Đó nè, cái nhỏ các bạn ơi, cái nhỏ có đằng dí khó giật đây, biết mà, nhỏ xíu nhỏ nha,
Ghé đây câu thẻ nuôi cho làm gì? Anh nghĩ quá. Anh nghĩ lắm nha. Cái lớn lên ăn mạnh mạnh, ăn kịch kịch kịch, của cái nhịn ăn nhị nhị nhị, ăn mình tưởng đông nước lên nước xuống nha các bạn. Thành ra các bạn câu con cá này là các bạn phải chịu khó kiên trì ngồi mê, tại vì cái thời gian là mình dụ mình sẽ mồi là mình tạo ổ cho nó rồi, nó thời gian cái thời điểm nó chưa đến, mình bỏ mình đi là người khác câu là nó bị mất cái ổ uổng. Thành ra mình ngồi ngay chỗ nào là các bạn sẽ ngồi ngay đó, là ngày nào các bạn cũng ngồi ngay đó bằng cạnh bạn câu. Các bạn mà không có đi thì câu thì thôi, nếu như các bạn đi câu và các bạn có tới ngày địa điểm đó bạn ngồi là ok. Ăn tiếp các bạn ơi. Mà cá cũng nhỏ lắm nha, cá chắc cỡ 4 ngón thôi nha. Cá 4 ngón à, hay sao á, ăn cái nhịp nhịp nhịp. Rong là chín nha. Lâu lâu mình sẽ mình vừa mình lâu lâu mình nhét chút ruốc vô trong đây để cho nó tạo cái mùi tanh. Con nào nhỏ quá thì mình bỏ thả lại, còn không như các bạn như mình thì có lòng nè, mình câu lỡ có con nào nhỏ mình bỏ về mình nuôi chờ lớn. Tay các bạn lúc nào cũng cầm cần, mắt các bạn luôn luôn nhìn cái dí. Nếu như mà cái dí mà nó nhịp cái nhịp thứ nhất thứ hai là các bạn chuẩn bị giật liền, còn mới cái đầu tiên là các bạn chưa nên giật nha, nó mới chạy vô nó rút nó chạy ra, để chờ nó ăn cái thứ hai nó găm xuống là các bạn giật. Đó là cái cách của câu cái gì à, là các bạn phải nên nắm bắt điều đó nha. Thế dị quá các bạn ơi, nhịp rất dễ nha. Nếu nhịp hai nhịp mà mình không giật thì nó nhẽ nó đi. Rồi mình canh nhịp thứ hai và mình mê ta lại. Câu cá gì à, chẳng khác nào như đánh bi dê chứ các bạn ơi. Lô nè. Lô nè nghe. Câu cái gì là mình phải đòi hỏi sự kiên trì, tập trung, cao độ nghe các bạn. Không nản, ngồi như là ngồi thuyền vậy đó. Còn trước khi mình giật là chẳng khác gì như mình đi bắn súng, nín thở bóp cò, là coi như là mình tập trung cao độ là mình giật làm sao mà, tại vì cái con cá nó phải nhanh trước nhịp của nó. Các bạn mà giật chậm hơn nó thì nó sẽ không trúng. Thành ra con cá nó vừa mổ vô là mình giật nó dính, mà con cá nó mổ rồi nó lui ra mà mình giật là giật không. Cái gì cũng là một cái quen thôi, chứ đâu có cái gì khó đâu các bạn. Ví dụ ngày đầu các bạn đi với những anh cần thủ á, là các bạn thấy các bạn phải cần thủ người ta giật. Có thể 10 con người ta dính hết 9 con. Mà tại sao mình giật 10 con dính 1 con, là mình được một con đó xong rồi là mình để ý cái cách con cá nó ăn, mấy nhịp mình giật là sau này bạn sẽ lành, bạn sẽ trở thành cần hữu thôi, chứ không có gì khó. Còn đây là nông dân truyền lại bí quyết cho các bạn, là mình thứ nhất là mình chính là làm bì thôi, còn cái câu đồ đây là mình truyền lại cho anh em những thế hệ sau biết. Còn những anh cần thủ là những anh cần thủ anh câu, anh không có truyền lại cho các bạn đâu. Tại vì mình luôn được một cái bí quyết nào là mình để mình câu. Những anh câu cái gì à, tỷ lệ phần trăm là hết 10 anh câu cái gì à, là hết 10 anh câu kinh tế. Còn câu cá cần mấy thì những anh có thể câu chơi, câu giải trí thôi. Riêng còn con cái gì à, là câu kinh tế. Tại vì các bạn biết sao, con cái gì à, nó rất là đắt tiền, tới 300 ngàn một ký. Mà câu con cá dìa thì các bạn nghĩ là mấy anh cần thủ anh đi, ảnh mỗi ngày anh đi câu đem cái hai cần, một cái cần câu cơm và một cái cần câu rong thôi. Ảnh không có đem nhiều như các anh mà đem câu cần mấy là coi như là re dầm móc tôm đồ chạy lung tung, không có. Ảnh chỉ hai cơi thôi,
ảnh cầm cần ảnh ngồi từ sáng tới chiều một chỗ một. Chư Thinh ví dụ như ngồi ngay này là ảnh ngồi miết tới từ lúc ảnh đi ra tới ảnh đi về, có không là chiều mới kết vẽ. Rồi cơm nước đồ ảnh đổ xuống này, cũng như nông dân đem đá ra, nông dân tạo ổ cho cái dừa đã tới nó ăn. Rồi sau này những hòn đá đó nó sẽ có cái mú đó các bạn à, nó chạy tới là nó làm hang, nó trú ngụ. Thành ra một dãy dài như thế này, một cái cây đống này là nông dân cứ mỗi ngày nông dân bỏ năm số hòn đá bự bự, đá gì đó trẻ các bạn ơi, hòn 20-30 kg á, nó mọc rong rồi cái mình sẵn rình đá lên ra bỏ luôn. Thành ra dưới đây ổ nhiều lắm, dưới đây này, ở đây có thể câu cá mú đồ cũng có, mà cá mú thì chưa đâu, tại vì nông dân mới thẻ mới có thẻ đá mới có 4-5 chuyến à. Cái gì à, sáng nay nước nó trong mà trời im các bạn à, nó ăn cách đấy cỡ chắc 7-8 xăng trong máy nha các bạn, 7-8 xăng thôi chứ không có nhiều nha, chỉ có mình nhích cái cần xuống một xíu như thế này là nó sẽ đụng đấy, là mình đè xuống lại nó nổi lên lại thôi. Có thể đây có thể 5-7 xăng sáng nước càng trong là cái gì ăn càng sát đấy nha. Sáng nước đang lớn nha các bạn. Hiện giờ nước chỗ mình đây là tầm 4 sải.